truyền hình thực tế mang ý nghĩa nhân văn sẽ xuất hiện vào năm nay. Sự kết hợp đặc biệt với ba khách mời, ca sĩ, diễn viên, vận động viên. Họ sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách cam go của chương trình để mang về số tiền thưởng nhiều nhất cho những hoàn cảnh khó khăn. Thời gian càng trôi, số tiền càng giảm. Kịch tính từng giây, kết quả bất ngờ. Cơ hội đổi đời lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7 từ ngày 5 tháng 1 năm 2021.